có thể nữ đế suy nghĩ trong nháy mắt vạn niệm nhưng một chữ kia của nàng lại còn ở bên tai diệp thần vang vọng chứa đầy tín nhiệm vô tận diệp thần không nói nghiêm nhiên đứng một chữ của nữ đế tuy ngắn gọn nhưng đối với hắn mà nói lại giống như một tòa cự nhạc đặt trên vai hắn hắn vẫn không biết nữ đế đối với hắn lấy đâu ra tự tin chỉ biết đây là một sứ mệnh nặng nề chỉ biết nữ đế chân chính bị bước đến tuyệt cảnh bằng không nàng cũng sẽ không lấy thương sinh làm hào cược trên thực tế đứa đế đã không chỉ một lần đánh cuộc không nói đến năm đó liền nói lúc trước thái cổ lộ quại chơi bức diệp thần nhập hư vọng đó cũng là một hồi đánh cuộc hào cược nàng ấy đặt cược đã giành chiến thắng diệp thần chân liền làm được đâu chỉ làm được còn ngộ vĩnh hằng cái kia tạo hóa là nghịch thiên hôm nay nàng vẫn tin tưởng vững chắc diệp thần có thể ở trong vòng xoáy sống sót sẽ vì vạn vực thương sinh lại tạo ra một cái thần thoại bên cạnh diệp thần không nói gì chỉ khi thì giơ tay lên rót một ngụm rượu chọc, đôi mắt thâm thúy, lặng lặng nhìn phương xa, mắt có khả năng trong tầm tay, cũng không chỉ có một vòng xoáy, hắn đang chọn, xem vào cái nào mới tốt. Theo hắn thấy, cái này không khác gì đang chọn mộ, vô luận là vào vòng xoáy nào, đều có thể trở thành nơi quy quyền của hắn. Nữ đế cũng trầm mặc, từ trong đôi mắt đẹp của nàng, nhìn không ra một tia lo lắng, đối với thánh thể trí tôn tín niệm nào đó, sớm đã khắc vào trong linh hồn. Đỉnh của ta, cất đi, những bàn chân tàng này cũng đừng làm mất cho ta. Đặc sản đại sở, thứ tốt. Diệp thần cuối cùng mở miệng, đem bản mạng khí nhét cho nữ đế, còn có bảo bối của hắn, thí dụ như đan dược nguyên thạch, cũng thí dụ như chân tàng bàn cùng đặc sản, đồ vật có thể cho, đều bị sách ra. Rõ ràng, đây là một lời giải thích. Nữ đế tới người không cự tuyệt, diệp thần cho, nàng đều dẫn nhất nhất phong lưu, tại tiếp nhận một đám chân tàng bản, còn không thể tra được lớp mắt nhìn vào trong một cái nhưng thứ khác cũng không có gì, duy chỉ có chân tàng bản, khác đầy bí pháp che lấp của Diệp Thiên Đế, nhưng dưới ánh mắt hoàng đế của nàng, cái gì cũng là bài trí, chính là nguyên nhân nhìn rõ, khóe miệng còn không khỏi giật một chút, theo bản năng ghé mắt, lại một lần nữa có chức trịnh trọng. Quét qua Diệp Thần lướt mắt một cái, trí tôn thánh thể ra, nhìn như người mẫu cầu, kỳ thực, sớm đã không biết tiết tháo là vật gì. Ánh mắt nữ đế, Diệp Thần nghiễm nhiên không phát hiện, giao ra tất cả bảo bối, liền cất bước đã chọn xong một đạo vòng xoáy, có thể là tạo hóa chim môn của hắn, cũng có thể là con đường hoàng tuyển của hắn. Đạo tâm không chết, nhân thân bất diệt. Phía sau, nữ đế khẽ mở môi. Lời này vừa nói ra, diệt thần lại gấp trở về. Hai tay nâng hai má nữ đế, nhắm ngay đôi môi đỏ mọng của nữ đế, hung hăng hôn xuống. Một màn bất tình lình này, làm cho nữ đế trở tay không kịp. Trí tôn tâm cảnh đều mơ hồ, cũng phải nhờ các đời trí tôn không có ở đây, bằng không, nhất định sẽ nổ nổi nữ đế dám trắng trận thân không quyết như vậy nhìn qua hai kỷ nguyên trên dưới diệp thiên đế tuyệt đối là người đầu tiên nữ đế không có phản ứng sau khi bối phát mới biết ngụ ý của nụ hôn này diệp thần hôn cũng không phải là nàng mà là sở huyên cùng sở linh ai bảo cất nàng là một thể nàng cũng không thể đem sở huyên sở linh lại một mình sách ra đi nếu như thế không đợi diệp thiên đế hạ khẩu một đời thánh ma hơn phân nửa đã phá tan phong ấn thời khắc đều đang chờ cơ hội đi thôi hai cái sau. Diệp thần mới buông tay, mạnh mẽ vung y bào, bất chấp xoay người, giải bước hướng vòng xoáy, thắt lưng thẳng tắp, thần thái kia, một bộ đại nghĩa lẫm liệt sắp lên hình tràng, từ phía sau nhìn, loại hình bách cách nào đó cũng đã dần dần tiến vào giai cảnh. Nữ đế nhìn trái nhìn trái nhìn thoáng qua, sau đó đuổi theo, xong việc, tặng diệp thiên đế một cước. Làm thế nào để nói điều đó, ta dễ dàng không đạp người, trừ phi nhịn không được, thật coi lão nương là người tức phụ. Một cước này, cho diệp thần đá đủ xa, vốn định cho thương sinh lưu lại một đạo bóng lưng đại nghĩa lẫm liệt, hôm nay ngược lại, bản bản toàn một cái chó gặm bùn. Ngươi một người nữ tử điên, đáng đời ngươi không ai cưới. Trước khi vào vòng xoáy, Diệp Thần quay đầu lại, đem ngày thường muốn mắng, lại không dám mắng, mắng kia kêu một cái khí phách nghiêng lọt, trời mới biết lão tử có thể sống sót đi ra hay không, vậy phải làm càn một hồi, nếu không mắng, cũng sẽ không có cơ hội. Nữ đế bị chọc giờ khóc giờ cười, lần đầu tiên cho Diệp Thần, nụ hôn đầu tiên cũng cho Diệp Thần, lần đầu tiên bị mắng, vẫn là tiểu thánh thể kia, nếu không phải Diệp Thần đã đến vùng ven vòng xoáy, bằng không, nàng nhất định sẽ đem hàng kia sách trở về, đánh một cái nửa người bất toại. Chờ ta, chọc cười thì chọc cười, bị cuốn vào vòng xoáy trước một khắc, Diệp Thần hai chữ này, nói vẫn là rất đứng đắn, vừa vào vòng xoáy, liền cảm thấy lực lượng hủy diệt, chỉ trong nháy mắt, đế thân quốc của hắn liền sụp đổ, tứ chi bách hài. Ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, đạo can bản nguyên, huyết mạch thánh cốt, đều từng tớp từng tớp sụp đổ. Sau đó, chính là nguyên thần chân thân, thần hải sụp đổ, ý niệm thành cho, nguyên thần cũng từng tớp từng tớp hóa diệt, tung ra vĩnh hằng huyết kế cũng vô dụng, chân thật thân hủy thân diệt, triệt để thân tử đạo tiêu. Ngoại giới, nữ đế một bước tiến lên, hết tầm mắt, muốn ở trong vòng xoáy tìm kiếm bóng dáng diệp thần. Đáng tiếc, nàng nhất định không tìm được. Ngay cả chính nàng cũng không biết, hai má đã chảy đầy lệ quang, có lẽ là sở huyên sở linh cũng có lẽ có nước mắt của nàng mông lung tầm đế mâu khiến cho nàng một bước lảo đảo suýt nữa ngã xuống là tâm tư bi thương của sở huyên sở linh họa loạn tâm thần của nàng nàng không biết làm như thế đến tội cùng có đúng hay không một hồi đánh cuộc hào cược có lẽ thật sự sẽ đem diệp thần đẩy vào quỷ môn quan thua hắn chính là thua vạn vực thương sinh thật lâu nàng mới đứng vững thân hình lặng lặng nhìn vòng xoáy hư vọng từ xa kỳ vọng gặp lại bóng dáng vui vẻ kia thế nhưng vẫn không có ầm 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 bỗng dưng một tiếng ầm ầm vang vọng truyền từ thái cổ hồng hoang toàn bộ thiên địa đều lay động có ma sát đen kịt ngược trời quay cuồng còn có dị tượng đáng sợ đan sen diễn giải là một đời thánh ma gã kia thật sự gặp phải khâu cắm kim thấy nữ đế không có ở đây liền không an phận gì nữa muốn mạnh mẽ phá phong đáng chết các đời chí tôn đều nổi lên kéo thân thể già nua lên trời đều đang kêu gọi nữ đế lấy trạng thái bọn họ giờ phút này hết đèn cạn, là phong không được một đời thánh ma. Phá, cho ta phá, thánh ma đời đầu gào thét, còn người hắc động, phủ đầy huyết sắc, thật sự là một đầu điên cuồng ma, phát điên trùng kích, muốn ở trước khi nữ đế trở về, phá phong mà ra. Đáng tiếc, hắn nhất định phải thất vọng, không đợi phong ấn phá vỡ, nữ đế liền biểu hiện như mộng, đứng ở đỉnh cao của phòng chắc, một trường che trời mà xuống. À, thánh ma gầm thét, cũng không có tác dụng gì, lại bị cường thế chấn áp, chỉ lưu lại một tiếng gào thét, vang vọng thái cổ hồng hoang. Chúng đế thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lại khó nén yêu sắc, một đời thánh ma mặc dù bị phong, thiên đạo mặc dù bị kiềm chế, nhưng nữ đế cũng bị kiềm chế, chỉ lành là canh giữ ở thái cổ hồng hoang, nơi nào cũng không đi được. Thời gian dài, chưa bọn họ những trí tôn thọ nguyên vô đa này đều bị chôn vùi, chờ thiên ma xung thất sát tái hiện nhân gian, thương dinh vẫn bại như trước. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người có thể phong ta đến khi nào một đời thánh ma nhe răng cười nói với nữ đế khuôn mặt dữ tợn không chịu nổi nữ đế lạnh nhạt không nói nàng tới nhanh đi cũng nhanh đứng ở trên ngọn núi bên cạnh thái cổ hồng hoang cách hư vô nhìn ra vòng xoáy kia cũng chỉ có thể chờ ở đây đại nhập hư vọng một đời thánh ma vẫn sẽ làm loạn ở thái cổ hồng hoang nàng là một vị hoang đế bị kiềm chế đẳng cấp này chính là ba ngày ba ngày qua thái cổ hồng hoang khá náo nhiệt đế kiếp không ngừng tiểu viên hoàng cùng hề cuối cùng bước ra một bước kia sau đó hậu duệ của hoàng giả như tiêu thần long đằng và đại sở hoàng yên đều nghịch thiên chứng đạo hậu thế trần chính quật khởi đối với bọn họ mà nói thái cổ hồng hoang này đích thật là tạo hóa chi địa không có đế đạo trong truyền thuyết áp chế cơ duyên đủ một đám đều nghịch thiên phá quan nữ đế chưa từng nhìn lại chỉ nhìn hư vọng chờ đủ mấy ngày đều không thấy vòng xoái có động tĩnh đến ngày thứ chín mới thấy có người rơi xuống là hồng nhan dường như đã biết đã xảy ra chuyện gì nhìn thần sắc nữ đế đều có chút khó có thể tin nàng sợ là thật yên rồi đánh cuộc hào phóng như vậy có thể thất bại thảm hại hắn làm được từ đầu đến cuối nữ đế đều chỉ nói những lời này hư vô hư vọng mênh mông mở ảo nhìn từ xa mà đi từng đạo vòng xoáy kia như một đám trang trí điểm suýt ở bên trong hủy diệt ta còn sống không cẩn thận nghe có thể ngửi thấy một đạo vòng xoáy có tiếng lầm bầm bận này khàn khàn mệt mỏi cũng tăng thương là diệp thần đúng hắn còn sống càng chuẩn xác mà nói là ý thức còn sống như năm đó lần đầu tiên nhập hư vọng thân hủy thân diệt nhưng ý chí vẫn còn ta còn sống không như lời nói như vậy đã không biết ở trong vòng xoáy vang lên bao nhiêu lần không biết vang lên bao nhiêu năm thế giới bên ngoài và tốc độ dòng chảy thời gian hư cấu không bình đẳng mà hư vọng cùng vòng xoáy thời gian tốc độ cũng không bình đẳng. Thái cổ hồng hoang mới 9 ngày, nhưng vòng xoáy có lẽ đã qua ngàn năm, sẽ có một người như vậy vì hắn yên lặng đếm thời gian. Người kia chính là nữ đế. Hồng nhan cũng ở đây, hai nàng sóng vai mà đứng, thành thái cổ hồng hoang cuối cùng. Một cảnh đẹp. Trong lúc đó, cũng thường có trí tôn chạy tới, đa phần là già nua không chịu nổi, đến cầu phong ấn của nữ đế, quả thực không chịu nổi, sống lại liền sống thành cho bụi nữ đế chưa kể xỉm ni mỗi một người đến nàng đều sẽ thi triển phong ấn nhưng nàng biết phong ấn trí tôn chỉ có quyền lợi nàng cũng không cách nào triệt để phong ấn chỉ vì trên người trí tôn ít nhiều đều mang theo quy tắc đây là nàng phong không được ngày hôm sau long đế cùng nhân hoàng liên thủ mà đến đều tử khí lung mộ bất đồng với các trí tôn các đời khác trước khi bọn họ tới đây đều từng chém mình một đao trả lại nhân vương cùng long ra bọn họ tự do thân vốn trạng thái không xong như vậy càng lộ ra giàn nua. Đế, Long Già, Long Nhất, Long Ngũ cùng Nhân Vương. Đều đã tới, có thể nói là lệ rơi đầy mặt, cả ngày năn nỉ trí tôn tự chém một đao, đơn giản là chọc cười, nhưng đáy lòng ngại không phải nghĩ như vậy. Hai đế không nói gì, lưu lại cho tàn hồn, chỉ có hai đạo bóng lưng già nua, như đông hoa nữ đế, dù sao cũng phải lưu lại hy vọng ở nhân gian. Kèm theo một làn gió mát, hai vị vương ngủ say. Vương ngủ, có lẽ sẽ không tỉnh lại, cho dù ở trong phong ấn, cũng không che giấu được thọ nguyên trôi qua. Đã từng có một khoảnh khắc, Hồng Nhan nhìn lại, khí uẩn của ba người nhân vương, nàng thu hết đáy mắt, lại có tư thế thành đế, cũng đã chạm vào bình chứng đế đạo. Cũng đúng, bọn họ đều đã tự do, đế đạo áp chế đến từ bản tôn, đều đã không còn sót lại chút gì, nếu cơ duyên đủ, nhất định có thể nghịch thiên phong đế. Trên thực tế, thời gian lưu lại cho tàn hồn, cũng không nhiều, ngày đó mặc dù chư thiên viễn trình quân tới, cũng chính là bởi vì thọ nguyên tương chung, từ nay đến nay cơ duyên này nhân vương đi rồi long gia cũng xoay người rõ ràng có tự do thân tâm tình lại vô cùng nặng nề sự thật cũng chứng minh tàn hồn của trí tôn đích xác đủ kinh diễm tựa như tử huyên của đông hoa nữ đế ngày thứ ba long đế cùng nhân hoàng được phong tử huyên liền dẫn tới đế kiếp cuối cùng bước ra một bước kia tình nhân thế gian đích thật là một thứ kỳ quái tàn hồn của nữ đế chính là lấy tình chứng nói xuất chúng quá nhiều đế ngước mắt, đều lộ ra nụ cười, biết chấp niệm của tử huyên, cũng không phải đến vị vô thượng, sở dĩ có thể nghịch thiên chứng đạo, chỉ vì đổi kịp bước chân đông hoa nữ đế cùng đế hoang. Thế giới này, thật thú vị. Quỷ đế phòng tay thổn thức, chưa bao giờ nghĩ tới, tàn hồn lại cũng có thể chứng đạo thành đế, cũng được xưng là nhất đế hai trí tôn. Không biết hư ảnh của ta, có phải cũng có tạo hóa bận này hay không? Huyền đế sờ cầm, nếu đem hàng kia. Cũng mang đến thái cổ hồng hoang, nếu cũng trả lại hắn tự do thân, hơn phân nửa cũng có thể chứng đạo. Vui mừng nhất, chính là Nguyệt Tăng. Hiện giờ xem ra, còn tử huyên tự do thân, lựa chọn này là vô cùng chính xác, hy vọng, tình duyên của nàng đều sẽ kèm theo tử huyên chứng đạo mà có thể kéo dài. Suy nghĩ của nàng, đế hoang có lẽ không biết, chỉ biết tử huyên chứng đạo, quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Người xuất chúng, không chỉ là tử huyên, còn có nhân phương, long gia, long nhất cùng long ngỗ bọn họ. Từ huyên chứng đạo thành đế cũng chẳng qua ba ngày, bốn người liền cường thế phá quan, bởi vì bản tôn áp chế, nên là giải tích bạc phát. Bốn người độ đế kiếp, cảnh tượng rất lớn, không chỉ các thần tướng, ngay cả liệt đại trí tôn cũng đi không ít, rất coi trọng bốn người. Coi trọng nhất, vẫn là tàn hồn long đế. Nói đông hoa nữ đế cùng nhân hoàng bọn họ, đều là một đế hai trí tôn, mà thái hư long đế nhất mạch này, liền cao lớn lên, hơn nữa long già, long nhất cùng long ngũ này, chính là nhất đế từ chí tôn, nhìn qua hai kỷ nguyên, đều không có tiền lệ này. May mà Long Đế đã tự phong, nếu biết được, nhất định vui mừng, thắt lương cũng nhất định phải thẳng tắp, quá đặc biệt mặt dài. Đế đạo biến cố, hồng nhan trên ngọn núi, lẩm bẩm trí tôn tàn hồn thành đế, càng chứng thực biến cố đế đạo, nên là thời đại này quá bất phàm, mới tạo nên nhân vương bọn họ, nếu đạt ở thời đại bình thường, cho dù tàn hồn đều có tự do thân, cũng chưa chắc có thể chứng minh. Thời gian không bao giờ dừng lại. Thái cổ vùng ven, nữ đế còn đang chờ, nếu theo nàng tính toán, nếu diệt thần thật còn có mệnh ở đây, vậy hư vọng vòng xoáy, đã qua hai ngàn năm. Có một loại cười tự diễu, thường xuyên sẽ diễn giải trên gương mặt nàng, hết lần này đến lần khác, nàng là một tôn hoang đế, giống như chúa tể tồn tại, lại đành phải đem hy vọng, đặt trên người một thiên đế, tên hoang đế, nghiễm nhiên đã thành chuyện cười. Nàng tự diễu, hồng nhan cũng vậy, thánh thể nhất mạch, cứu thế nhất mạch, có quá nhiều lúc, đều là tiểu thánh thể kia liều mạng, hắn mới là đại tướng thật một đường công thành nhổ đất mẹ kiếp không biết là ngày đó một tiếng thu miệng vang lên đầy hồng hoang thái cổ truyền từ hàng huyền đế kia không trách hắn như thế chỉ vì có đế kiếp cũng không phải đại đế kiếp mà là chuẩn hoang đế kiếp hàng thật giá thật không sai có đế tiến giai chuẩn hoang là hiên viên thiên đế vào lúc chạng vạng nghịch thiên phá quan từ thiên đế đỉnh phong giết vào chuẩn hoang đế trong nháy mắt đó các đời chí tôn đứng dậy nhiều hơn sớm biết hiên viên nghịch thiên, không ngờ, lại thật sự có thể lột xác dưới tuyệt cảnh, lột xác niết bàn. Hắn có lẽ đã không còn là trí tôn mạnh nhất chư thiên, nhưng hắn tuyệt đối là đế đầu tiên của chư thiên vấn đỉnh chuẩn hoang. Đợi đế kiếp kết thúc, hiên viên đế đã thành mảnh hôn ám thiên thượng kia. Một vòng ánh mặt trời rực rỡ nhất, cái gọi là thọ nguyên sáp kết thúc, đối với hắn mà nói, đã không còn là uy hiếp, nhưng mà... Không phải tất cả trí tôn đều có số mệnh tốt như hắn, đế của chư thiên lão bối, ngoại trừ hắn ra, đều bị ngăn ở trước khoảng cách giữa thiên đế đỉnh phong. Ba ngàn năm rồi, nữ đế thu mắt lại, lại nhìn hư vô hư vọng, nếu diệp thần còn sống, bên trong nên có ba ngàn năm năm tháng. Ta, còn sống không? Diệp thần thì thào ngữ, còn đang vang vọng, không người nghe thấy, lại như lạc ấn, khắc ở trong vòng xoáy. Nữ đế không tính sai, đích xác ba ngàn năm, vòng xoáy ba ngàn năm, hắn có ý thức, lại không có thần trí thanh tình, trong nháy mắt bản thân hủy thần diệt, liền ngây ngô, như ở trong hỗn độn, không phân biệt được chân cùng ảo. Bên ngoài một ngày, vòng xoáy lại trăm năm. Trăm năm này, rất có ý nghĩa kỷ niệm, hắn ngưng tụ ra ý thức thể, có thần trí thanh tình. Mệnh không nên tuyệt, diệp thần thanh âm khàn khàn, cười mệt mỏi, tò mò nhìn bốn phương, đã không ở trong vòng xoáy, nên là đã đến nữ đế nói lĩnh vực không biết. Lại nói lĩnh vực không biết này, rất thần kỳ, cực kỳ giống một mảnh tinh không, lại không thấy nửa ngôi sao, khi thì thấy ánh sáng xẹt qua, ở trong mênh mông, phát hoạt độ công tuyệt vời. Nơi này, cũng không có linh lực, không càn khôn, không có quy tắc, cũng cảm giác không được thiên đạo, hoặc là nói, siêu thoát thiên đạo nắm trong tay. Thú vị! Diệp thần thì thào, ý thức bay tới bay lui, so với hư vọng, nơi này mới là thật sự không có khái niệm thời gian, bởi vì căn bản không có quy tắc, là trống rỗng một mảnh, đem nơi này gọi là hư vọng, có lẽ càng chân thật không nghĩ nhiều, hắn lúc này khoanh chân. Có ý thức thể, có thể ngưng tụ nguyên thần, có thể trọng tạo thân thể, quá trình này, cũng như nữ đế nói, đích xác đủ dài răng dặc. Đợi hắn lại đứng dậy, đã có máu có thịt, chân đạp hư vô mà đi, đi một đường nhìn một đường. Có một nơi, hắn ngửa mắt lên, phía trên đỉnh đầu, đỉnh cao nhất, vạn vẹo không chịu nổi, từ hắn thấy, là thông qua vòng xoáy xuất khẩu, ra khỏi vòng xoáy, chính là hư vọng, xuất hiện hư vọng, chính là thái cổ hồng hoang hắn thù mắt lại, cũng nhắm mắt lại. Một chạm này, chính là thật lâu, tĩnh tâm cảm ngộ, nơi này không có quy tắc, không ở dưới sự khống chế của thiên đạo, chính là một cái hy vọng, có lẽ, trong tay mỗi người, đều có thể có một quyền sổ sinh tử. Có kịch, không biết từ khi nào, mới thấy hắn nhắm mắt lại, lộ ra một nụ cười, có thể thấy trên đế thần quốc vĩ đại của hắn, có ánh sáng màu vàng lóe lên, sinh cơ mênh mông, như một mảnh sinh mệnh lực, khí huyết cuồn cuộn, hình thành như đại dương mỗi một sợi đều ẩn chứa khí bảng bạc nếu có người ngoài ở đây nhất định kinh dị, rõ ràng chưa tiến dai nhưng thọ nguyên của hắn lại không hàng mà tăng, chuẩn xác và nói là hắn đã thường hao tổn hiến tế những thọ nguyên kia lại được phục hồi Diệu, thật sự là dây Diệp thần ý cười càng đậm nơi này không có quy tắc nhưng hắn lại có pháp tắc chính là nghịch chuyển thời gian mới hồi phục tuổi thọ cũng nói các đời trí tôn tới đây đồng dạng có thể làm như vậy cái gọi là thọ nguyên tương trung liền không còn lạc kiếp nữa hắn dã tâm đủ lớn đánh tuổi thọ còn muốn mượn pháp tác nghịch truyền mạnh mẽ phá vào chuẩn hoang đế thật không may hắn đã thất bại nơi này rất thần kỳ không có quy tắc không giả không ở trong khống chế thiên đạo cũng không sai nhưng bản thân hắn lại là mang theo châm cài nào đó ở đây chỉ có siêu việt chính mình mới có thể nghịch thiên phá quan đủ rồi diệp thần cười mở mắt giữa thắt lưng không có ý định ở đây lâu đem chúng trí tôn đều mang đến lại nghiên cứu cũng không muộn nhiều năm như vậy hắn lần đầu tiên đối với một chỗ cảm thấy hứng thú như vậy nói xong hắn từng bước một phiêu diêu thẳng lên chạy về phía vòng xoáy ra cửa không biết ngoại giới đã qua bao lâu hả đang đi hắn đột nhiên ngửi thấy một tia rung động theo bản năng nghiêng mắt hết sức nhìn ra vào mắt liền thấy một thứ kỳ quái thoạt nhìn đó là một quả bóng nhìn kỹ thật đúng là đặc biệt là một quả bóng loại tròn trịa toàn thân tỏa sáng, nói là một quả cầu ánh sáng chính xác hơn, đang ở một mảnh hư vô, nhảy lên nhảy xuống, giống như một đứa bé nghịch ngợm, rất bất an. Diệp thần nhớ mày, cũng theo đó phòng tay, nhìn chằm chằm quang cầu kia, từng bước từng bước đi tới, không phải nói không có quy tắc sao, lấy quả bóng ở đâu. Khoảng cách dường như rất gần, nhưng thực sự rất xa. Diệp thần không biết đi bao lâu, mới đến mảnh hư vô kia. Đó là một quả bóng không sai. Nhưng, cũng không phải là loại bóng người đá, chủ yếu là quả bóng này quá lớn, nhìn cái đầu kia, so với vọng huyền tinh còn lớn hơn, đứng ở trước mặt hắn, giống như một con kiến nhỏ. cái này, đó là gì vậy? diệp thần nắm tay, dương đầu nhìn, khóe mắt còn có máu tươi chảy xuôi, quang mang bị cầu, đâm hai mắt đau đớn, ngay cả nguyên thần cũng đâm ra vết nứt. năm ngàn năm rồi, thái cổ vùng ven núi, nữ đế khẽ lẩm bẩm, ngoại giới kỳ thật không bao lâu, nhưng theo tính toán của nàng trong vòng xoáy đã có năm ngàn năm. Lời thì thào của nàng, Hồng Nhan nghe thấy. So với nữ đế, ánh sáng trong mắt Hồng Nhan đã ảm đạm một phần, lâu như vậy cũng không thấy Diệp Thần đi ra, có phải từ ngày đó đã bị chôn vùi, bọn họ chờ đợi, chỉ là đang tự lừa mình dối người ngọt thôi. Âm âm, âm âm, phía sau tiếng ầm ầm chưa từng đoạn tuyệt, có cực đạo đế kiếp, mấy ngày nay, cách vài ngày liền có, có lão thần tướng, cũng có tiểu thần tướng. Ngoài ra, đó là tế đàn, diệp thần vào vòng xoáy không biết lĩnh vực không ở dưới sự khống chế của thiên đạo khiến cho thiên đạo cảm thấy bất an khi thì sấm chớp vang dội ý chí bực này cũng chuyển đến trên người một đời thánh ma người kia cách năm ba lần sói kêu đây là một hiện tượng tuyệt vời ít nhất nữ đế cho rằng như vậy thiên đạo trong bóng tối sẽ không vô duyên vô cớ sao động một đời thánh ma cũng sẽ không vô duyên vô cớ gào thét tất có nguyên nhân mà nguyên nhân này hơn phân nửa chính là diệp thần người đại gia chiều ngươi chọc ngươi rồi thái cổ hồng hoang náo nhiệt không biết lĩnh vực cũng náo nhiệt cẩn thận lắng nghe tràn đầy tiếng mắng to của diệp thiên đế giờ phút này lại nhìn hắn thật buồn cười một đường lan lộn chủ yếu là phía sau có người đuổi theo chính xác hơn có một quả bóng đuổi theo quả cầu so với vọng huyền tinh còn lớn hơn đang đuổi theo một người nhỏ hơn kiến hình ảnh kia tưởng tượng đều đẹp mắt chiều ngươi chọc ngươi rồi diệp thần cũng đủ chật vật vốn là đang nghiên cứu bóng nhưng nhìn nhìn Quả bóng kia liền đụng tới, hơn nữa, một đường đuổi theo hắn không buông. Đối với Diệp Thần bóng to, quang cầu không trả lời, cũng không biết có thể nói chuyện hay không, liền đuổi theo Diệp Thần chạy. Cái gì đó? Diệp Thần sắc mặt đen kịt, từ sau khi hỏi đỉnh thiên đế đỉnh phong, lần đầu lúng túng như vậy, lại bị một quả bóng đuổi theo chạy đầy trời, đến nay đều không biết là cái gì, chỉ biết quả cầu kia, cái đầu quá lớn, nên là một loại lực lượng thần bí tụ tập, đừng nói đụng một cái, cho dù nhẹ nhàng có hắn một cái cũng có thể cọ hắn ra khỏi ngân hà. Trước khi đến, nữ đế vẫn chưa nói với hắn, hoặc là nói, ngay cả nữ đế cũng không biết, trong lĩnh vực không biết còn có một quả bóng, nếu nàng tiến vào, hơn phần nửa cũng kinh dị, làm không tốt, cũng sẽ bị đuổi theo chạy đầy trời. Cũng may, diệt thiên đế chân, đủ tê dại, thời khắc đang nghịch truyền pháp tắc, bóng tuy lớn, nhưng lại đúng không được hắn, trời mới biết bị đụng một cái, sẽ có bao nhiêu gây tởm. Có nghe thấy, thanh âm kỳ quái, thái cổ vùng ven núi, hồng nhan nghiêng mắt hỏi, ngay trong nháy mắt trước, tựa như nghe được mắng to, nghe âm sắc, là diệp thần. Nữ đế khẽ gật đầu, hồng nhan đại đế đỉnh phong đều nghe được, tôn hoàng đế này của nàng sẽ nghe không thấy, và lại cực kỳ xác định, là thanh âm của diệp thần. Chính là bởi vì nghe được, nàng mới rất nghi hoặc, trong lĩnh vực không biết kia, còn có quái vật không biết tên, lúc trước khi nàng đi vào, vẫn chưa gặp được đâu. Chẳng qua, tin tức này vẫn là tốt, ít nhất có thể chứng minh, diệp thần còn sống liền nói đi thánh thể nhất mạch trí tôn không dễ dàng chết như vậy nhìn giọng nói kia liền biết sống nhảy nhót các lĩnh vực không xác định diệp thần còn đang chạy ngược lại nhìn thấy lối ra lại chưa từng đi qua trước tiên phải chỉnh lý rõ ràng đó là cái gì đến tuổi cùng có linh trí hay không vì sao lại đuổi theo hắn phía trước hắn định thân thân hình như con kiến hôi trong nháy mắt cao lên vô hạn trở nên lớn hơn thậm chí so với vọng huyền tinh kia còn lớn hơn quang cầu ở trước mặt hắn, thật chính là một quả cầu. Đã là một quả bóng, nó phải được đá. Đình ngươi đuổi theo, diệp thần một cước, đá nghiêng khí phách, quan cầu lan tới, bị một cước đá bay ra ngoài. Chẳng qua, hắn này cũng không khá hơn bao nhiêu, nửa chân đều nổ tung, bởi vì vĩnh hằng huyết kế trong nháy mắt phục hồi như cũ. Lại nhìn quả cầu kia, lại biến thành hình thái, vốn là khổng lồ như sao, lại cực nhanh thu nhỏ lại, hơn nữa, dưới sự nhìn của diệp thần, tạo ra hình người, biến thành một tiểu oa nhi, một hai tuổi bộ dáng, mũm mĩm hồng hồng đô đô, béo múp míp, toàn thân nở rộ sáng bóng, rực rỡ sinh huy, thoạt nhìn, còn tưởng rằng là kim nguyên bảo oa. Có! Ý nghĩa! Thân hình diệp thần cũng thu nhỏ lại, thần sắc rất kỳ quái, tiểu oa nhi không mặc quần áo, người nhìn rất muốn tiến lên, búng bật tiểu tiểu đáng yêu của hắn, ca ca. Vì vậy, những gì nó thực sự là... Diệp thần còn đang nhìn, đến nay đều không thấy rõ ràng, cũng không xác định quang cầu kia hóa thành tiểu oa có linh trí hay không tại vì sao ở lĩnh vực không biết nó đến tột cùng là sinh ra và lớn lên hay là giống như hắn là sinh vật ngoại lai lục mục bỗng dưng tiểu oa kia cười cười ngây thơ sáng lặn một đôi mắt to không mang theo trần thế bẩn thỉu lấp lánh nhìn hắn diệp thiên đế phụ tính đại phát lại một lần nữa tiến lên vòng quanh tiểu oa đi vòng hơn 10 vòng khi thì còn có thể đưa tay nắm nhau cánh tay bắp chân của nó xác định oa oa này không phải là người chỉ bởi vì không có máu cũng không thịt càng không sao cả nguyên thần hình thái hiện giờ của nó là do cái gọi là quang tụ tập thú vị diệp thần đưa tay sách tiểu từ kia lên như sách theo một con thỏ mở giả giả tiên pháp muốn tìm lai lịch của tiểu oa lĩnh vực không rõ giả lập là có hiệu quả nhưng cũng chỉ ở đây có hiệu quả muốn suy diễn các vấn đề bên ngoài là không thể làm cho hắn kinh dị chính là tiểu oa nhi này cũng không có căn nguyên từ nơi nào thôi diễn cũng không tìm được dễ của nó tựa như đột nhiên xuất hiện sự tồn tại quỷ dị như tiểu oa nhi chân thật lần đầu tiên gặp phải nếu có căn nguyên hắn thôi diễn không ra cũng thôi nhưng đột nhiên xuất hiện liền làm cho hắn nghĩ không ra không nên diệp thiên đế nói xong lao mặt một cái chỉ vì tiểu gia hòa kia đối với khuôn mặt thiếu thốn của hắn xác một bong bóng nước tiểu nói là nước tiểu cũng không xác thực không có máu cũng không có thịt, lấy đâu ra nước tiểu, rõ ràng là lấy hình thái nước tiểu, hiện ra ánh sáng. bướng bỉnh như thế, không phải là bảo bối ngoan. Diệp thần như không có việc gì buông tiểu oa xuống, dám ở trên mặt lão tử đi tiểu. Người nhà tuyệt đối là người đầu tiên, nếu không thấy người đáng yêu như vậy, nhất định đem người nhét vào trong thay nhi. Tiểu oa càng thú vị, bò lên vai diệp thần, như một nhỏ, ôm đầu diệp thần, người tới người lui, xem ra, còn muốn cắn một cái trong thực tế hắn thực sự súng miệng một ngụm này diệp đại thiếu gia nhe răng trợn mắt đường đường thiên đế đỉnh phong đường đường là thánh thể trí tôn đế thân bất diệt có thể nói là kim cương bất hư lại bị một tiểu oa nhi gắn một miếng thịt nào ăn cái này cái này rất ngon diệp thần đưa tới một quả linh quả thuận tiện còn thả chút đặc sản đại sở muốn nhìn tiểu gia hòa này ăn đặc sản có phản ứng đặc thù hay không tiểu oa không để ý tới còn ôm đầu diệp thần tiếp tục gặm đừng nói thân thụ, vẹn vẹn nhìn cũng ghê tởm. Chiếu theo tư thế này, nó có thể đem thánh thể cấp thiên đế, từng ngụm từng ngụm ăn sạch sẽ. Diệp thần lại đưa tay, lại xách xuống cho tiểu tử kia, hai tròng mắt gần như hiếp lại thành sợi, hai miếng thịt bị tiểu oa gặm đi, rõ ràng bị tiểu oa nuốt vào trong bụng, nhưng biến mất vô tung vô ảnh, cho dù tiêu hóa, cũng phải lưu lại chút cặn bã gì đó đi. Đáng tiếc, không có gì. Chỉ trong nháy mắt, tiểu gia hỏa kia lại biến thành hình thái, thành một mảnh ánh sáng, thoát ly bàn tay diệp thần xong việc lại hóa thành bộ dáng tiểu oai nhi lại một lần nữa bỏ lên người diệp thần lần này nó không quỳ dị hơn ảo dựa pháp tắc vườn quanh thân diệp thần từng sợi từng sợi tựa như ẩn như hiện lại bị nó bắt đi một sợi nhét vào trong miệng cũng ăn vô tung vô ảnh điều này làm cho diệp thần bất giác cả người lạnh lẽo cái này đặc biệt đến tột cùng là cái gì lại còn có thể ăn pháp tắc không đúng diệp thần nhíu mày nhìn quanh bốn phương nhìn thật lâu thật lâu, càng nhìn đôi mắt càng sâu. Nếu hắn không đoán sai, lĩnh vực không biết này cũng không phải là không có quy tắc, hoặc là nói, đã từng có, sở dĩ biến thành một mảnh trống rỗng, làm không tốt là bị vật nhỏ này ăn, pháp tắc đều có thể nuốt, còn có cái gì nó không thể ăn. Thật sự là như thế, hàng này ngay cả thiên đạo cũng có thể nuốt đi. Không biết lĩnh vực, tràn đầy tiểu oa cười, vẫn là mộng bức như vậy, nó là thật sự chuyên nghiệp, bỏ ở trên người Diệp Thần, nắm lấy từng luồng pháp tắc như ẩn như hiện của Diệp Thần, ăn rất vui vẻ người tuy nhỏ nhưng khẩu vị của nó lại lớn không chỉ ăn pháp tác còn ăn thọ nguyên chỉ một cái lắc thần diệp thần trăm năm thọ mệnh liền bị nuốt vô tung vô ảnh cũng đúng quy tắc đều có thể ăn tự cũng có thể ăn thọ nguyên bao gồm bản nguyên huyết mạch nguyên thần những thứ này hơn phân nửa cũng có thể nuốt lạnh lẽo kia đến đó đợi diệp thần giơ tay lên đem nó ném ra ngoài mà hắn cũng theo đó lui về phía sau tận lực cùng nó bảo trì khoảng cách đại bị ăn vào hắn cũng sẽ bị ăn vô tung vô ảnh giờ phút này lại nhìn nụ cười của tiểu oan nhi có chút không hiểu sao người khiếp vốn dữ tợn cũng không đáng sợ đáng sợ chính là rõ ràng rất dọa người hết lần này tới lần khác có một bộ dáng mộng bức ngây thơ trời mới biết dưới màn nạ tiểu oa kia cất giấu một loại mặt mũi như thế nào ngoài ra nó là gì nghi vấn này đáy lòng diệp thần đã hỏi qua trăm ngàn lần có thể ăn quy tắc lấy kinh nghiệm thiên đế đỉnh phong của hắn còn chưa từng nghe qua tồn tại vật này lục bột. Bị Diệp Thần ném ra ngoài, Tiểu Hoa cũng không giận dữ, vẫn là cười rất vui vẻ, thì đô đô nó, lại hướng Diệp Thần chạy tới, và lại trong cái miệng nhỏ nhắn còn có ha là tử chảy ra, nói là ha là tử, kỳ thực là hình thái quang lưu tràn đầy, tự như, ở trong mắt hắn, Diệp Thần căn bản cũng không phải là một người, mà là một cái kẹo cực kỳ thơm ngon. Phong tỏa, Diệp Thần một tiếng cổng đàn, dùng vĩnh hằng lực, hóa ra bốn cây vĩnh hằng quang trụ, tụ ra một tòa lồng giam, đem tiểu oa bao trùm vào trong đó. Tiểu tử kia cũng có ý tứ, nằm sấp trên mặt đất, lại giống như một ha ba nhỏ, người tới người lui, cho đến dưới cột sáng vĩnh hằng, mới thấy nó mắt to sáng người, ôm cột sáng liền ngậm, vĩnh hằng quang trụ bị từng khối gặm biến mất, cái gọi là phong ấn, đối với hắn mà nói, hình như chính là một cái bài trí. Diệp thần nhíu mày, mắt trái đã nhắm vào tiểu oa, thì thiên chiếu. Dừng lại, trên người tiểu oa dấy lên hỏa diễm đen kịt, cũng không phải là hỏa diễm chân thật, là cấm kỵ dung hợp người bị trúng mục tiêu sẽ bị từng chút từng chút hóa giải ở trong đơn hồi nhưng tiểu oa xuất chúng bàn tay nhỏ bé vừa nhấc lên kéo xuống hỏa diễm hư ảo xoa thành một đoàn theo đó cũng nhét vào trong miệng diệp thần khóe miệng khẽ nhếch từ khai thiên chiếu tới nay phương thức này bị phá giải có rất nhiều loại tại chỗ bị ăn đoạn cầu vẫn là lần đầu gặp phải lúc hắn nhìn vĩnh hằng quang trụ tụ thành lồng giam dĩ nhiên bị tiểu oa ăn hơn phân nửa tiểu tử kia khẩu vị không nhỏ và lại không kén ăn. Phong tỏa, diệp thần đạm đạo, lại động tiên pháp, lấy đạo thành đỉnh, đem tiểu oa thu vào trong đó, trong đỉnh liệt hòa hừng hực, là nguyên thần lực của hắn hóa thành hỏa diễm, muốn thử đem tiểu oa luyện hóa. Vật nhỏ kia ngược lại, ở trong đỉnh nhảy nhót, ở trong biển lửa xào qua lại, không chỉ không ăn phận, và lại còn đang làm nghề cũ, đi đó đều đang ăn, diệp thần nguyên thần hỏa diễm không làm gì được nó, ngược lại bị ăn, ngay cả lấy đạo hóa thành đỉnh, cũng bị gặm ra một lỗ thủng lớn. Ăn tất cả mọi thứ Diệp thần thì thào, càng cảm thấy suy đoán của mình đáng tin cậy Tiểu tử kia có thể ăn quy tắc, có thể ăn thọ nguyên, có thể ăn đạo tác, có thể ăn hỏa diễm, có thể ăn vĩnh hằng Dường như chỉ cần tồn tại đồ đạc, phu luận là chân thật, hoặc là hư ảo, nó đều có thể ăn Hắn chắc chắn, nếu đem tiểu oa mang ra ngoài, cho nó đủ thời gian Cũng có thể đem thái cổ hồng hoang, thái cổ lộ, chư thiên, tu sĩ, sơn nhạc, trường xuyên bao gồm thánh ma ếch ma thiên ma thậm chí thiên đạo tất cả mọi thứ có thể ăn thành một mảnh trống rỗng giống như lĩnh vực không rõ này chính vì vậy hắn mới càng cảm thấy sống lưng lạnh lẽo từng trận ý nghĩa nhất định mà nói tiểu oa so với thiên đạo còn dọa người hơn so sánh với nó thảo thiết tộc thôn thiên nhất mạch kia chính là tiểu vu kiến đại vu luận năng lực ăn vật nhỏ này mới thật sự là không gì không ăn nghĩ đến thôn vệ con người diệp thần lóe ra ánh sáng tiểu oa có thể ăn hắn cũng có thể nuốt nếu đem tiểu oa nuốt làm không tốt có thể có được năng lực tiểu oa không gì không ăn vậy thì phát sau khi đi ra ngoài còn đánh cái gì thánh ma còn diệt cái gì thiên đạo trực tiếp ăn sâu với cái gì cũng rất quát mà trên thực tế hắn đã làm như vậy vòng xoáy thôn thiên ma công trượt hiện ra còn đang ăn nguyên thần hòa dưỡng tiểu oa tại chỗ bị kéo vào trong vòng xoáy thế nhưng diệt thần nghĩ quá đơn giản tiểu oa bị kéo vào vòng xoáy không sai nhưng hắn lại nuốt không được tiểu oa chẳng những nuốt không được ngay cả vòng xoáy thôn thiên ma công cũng bị tiểu oa cắn hoang tàn diệp thiên đế không tin tà thì mộng đạo đem tiểu oa kéo vào mộng cảnh muốn ở trong mộng làm nghiên cứu sự thật lại một lần nữa chứng minh suy đoán của hắn tiểu oa nhi không gì không ăn ngay cả giấc mộng hư ảo cũng có thể ăn mòn vì thế hắn còn bị cắn trả mộng là hắn xây dựng hiện giờ bị ăn ngàn vết thương hắn có thể dễ chịu mới là lạ lần đầu tiên diệp thần dừng lại vuốt cầm hai tròng mắt híp lại thành đường một lần nữa nhìn kỹ tiểu hoa tiểu gia hòa mũ mĩm hồng hồng đâu kia thời khắc nào cũng đang thể hiện khẩu vị của nó cái gì cũng có thể ăn ăn cũng ăn không đủ no nếu là làm một cái ăn phát sóng tiểu hoa sưng thứ hai thiên vương lão tử cũng không dám sưng đệ nhất nói chuyện phiếm như thế nào diệp thần truyền thần thức thử cùng tiểu hoa câu thông phong lại phong không được nuốt lại nuốt không được chỉ có thể làm quen như tồn tại bây giờ đối địch với hắn hiển nhiên không phải là hành động sáng suốt kéo tới làm đồng đội, hình như càng thật. Nhưng tiểu oa đáp lại, lại làm cho hắn cảm thấy đau dạ dày, truyền ra thần thức, lại bị một ngụm ăn. Đừng như vậy, nói chuyện phiếm. Chủ khí phách như người vẫn là lần đầu tiên gặp lại. Bái cầm từ không? Diệp thiên đế không tin tà, thần thức từng đạo tiếp một, chuyển lời một lời một câu, có nịnh hót, cũng có lừa dối, chỉ cần có thể cùng tiểu oa câu thông, mặt không cần đều được. Nhưng tiểu oa, liền một cái phản ứng, ăn, ăn thần thức của Diệp Thần, cũng ăn lời nói của Diệp Thần. Diệp Thần hít sâu một hơi. Tóm lại, hắn đã đi đến một kết luận, đó là một món ăn. Ngoại trừ ăn, nói với nó cái gì cũng vô dụng, người ta liền một lòng một dạ ăn, phàm là không thuộc lĩnh vực không biết, quản quy tắc của hắn, vẫn là đạo tác, không có nó đều ăn. Đến giờ phút này, phiên lĩnh vực không biết này, ngoại trừ Diệp Thần ra, cái gì phong ấn lồng giam, lấy đạo hóa đỉnh, còn sót lại mộng cảnh đều bị tiểu oa ăn không còn một mảnh kết quả là tiểu oa lại nhìn chằm chằm diệp thần liếm đầu lưỡi nhỏ thật sự đem diệp thiên đấy làm kẹo tranh diệp thần không nói hóa ra vĩnh hằng kiếm cũng khai huyết kế chuẩn bị cùng tiểu oa luyện tập có thể câu thông tốt nhất có thể kéo tới làm đồng đội cũng tốt nhất nếu không làm được liền chỉ có thể cai thủ đầu diệt nếu như tồn tại như vậy ở lại đây còn tốt nhưng một khi đi ra bên ngoài vũ trụ của bọn họ sẽ bị tiểu oa ăn vào lĩnh vực không xác định thứ hai trong lúc nói chuyện tiểu oa đã đến ta không dễ dàng đánh đứa nhỏ diệp thần nói xong vĩnh hằng kiếm đã bổ xuống thiên đế đỉnh phong một kích tuyệt đối hủy thiên diệt địa cũng may không biết lĩnh vực này vô sơn nhạc tinh thần những thứ này bằng không nhất định sẽ ở dưới một kiếm của hắn sụp đổ thành cho bụi cũng không dễ dàng không ai dám đánh ta nếu tiểu oa có linh trí nếu nó có thể mở miệng nói chuyện nhất định sẽ thổ lộ những lời này người tiểu thứ lão còn dám đánh ta thật vậy nó có vốn để nói điều này diệp thần một kiếm mặc dù hủy thiên diệt địa nhưng ở trước mặt tiểu oa cũng không đủ nhìn một kiếm như chém vào tiên thiết bất diệt lao ra tê lửa phát ra âm thanh vang dội ngô vĩnh hằng kiếm tại chỗ đất gãy ngay cả diệp thần cũng bị chấn động đạp đạp lui lui về phía sau cánh tay đều bị chấn đến huyết cốt vỗ vụn ngược lại tiểu oa lông không bị tổn hại trong mắt diệp thần khác ra sắc mặt khiếp sợ biết tiểu oa có thể ăn lại không biết còn có thể chống đỡ như vậy. Khiếp sợ, còn có lung túng. Từ khi phong vị thiên đế đỉnh phong tới nay, cái này là trận chiến đầu tiên của hắn, nếu dùng một chiêu này định thắng bại mà nói, vậy hắn đã bại đến dối tinh dối mù. Thậm chí kinh tởm hơn, vẫn còn ở phía sau. Tiểu oa đâu chỉ có thể ăn có thể chống đỡ, còn rất có thể đánh, bàn tay nhỏ bé vung lên như vậy, diệp thần đánh ngang tám vạn rằm. Cũng may nơi này không có người, nếu có, nhất định hoảng sợ, đó là diệp thần đâu thánh thể nhất mạch trí tôn, hàng thật giá thật thiên đế đỉnh phong, ở trước mặt một tiểu oa, lại không chịu nổi một kích như vậy. Quái thay gì? Diệp thần bất giác định thân, khóe miệng tràn máu, thần sắc ngưng trọng, không biết tiểu oa là cái gì đồ chơi, cũng không biết nên dùng cảnh giới bọc gì để định nghĩa nó, chỉ biết vật nhỏ kia, đáng sợ đến dọa người. Quỷ dị như thế, sợ là đem cổ thiên đình nữ đế chân chính kéo lại đây, cũng không đủ nhìn. Lục bộp. Tiểu oa cười khanh khách, tiếng sữa ngậm nghễ bước chân tập tễnh mà đến thịt phì não đầu hổ đầu hổ từ trên người hắn nhìn không ra chút lệ khí nào cũng nhìn không ra chút sát ý nào thật giống như một tiểu oa nhi bình thường trong nhà dân chúng nhưng chính là một tiểu oa nhi như vậy đáng sợ đến dọa người đáng sợ đến mức ngay cả thiên đế thánh thể cũng không đủ nhìn còn có tiếng cười của nó giờ phút này lại nghe đâu chỉ quắp người rơi vào trong tai diệp thần còn có thêm một loại ma lực vô thượng có thể họa loạn tâm thần trong nháy mắt vạn niệm tiểu oa lại đến diệp thần phi lần trốn phía sau một tay diễn đạo ở hạo miểu hư vô thượng biểu diễn một vòng mặt trời vĩnh hằng quang mang nở rộ cũng biểu diễn một vòng trăng tròn ánh trăng khiết đổ muốn chiếu diệt tiểu oa thấy vậy tiểu oa nhi không đuổi theo diệp thần cười khanh khách đi thẳng tới mặt trời cùng trăng tròn cái gọi là vĩnh hằng quang ánh trăng khiết đối với tiểu oa không hề có tác dụng ngược lại bị nó từng đạo ăn ngay cả diệp thần biểu diễn mặt trời cùng trăng tròn cũng đều không thể may mắn thoát khỏi, bị ăn vô tung vô ảnh. Không có sơ hở sao? Diệp thần lông mày nhíu chặt, tiểu oa vô can vô nguyên, vô đạo vô quy tắc, ngay cả trí nhớ cùng nguyên thần cũng không có, nói nó là trống rỗng cũng không quá đáng. Ở trước mặt hắn, tất cả pháp tắc của hắn, bao gồm tu vi, chiến lực, đạo, huyết mạch cùng bản nguyên, đều tựa như thành một cái bài trí, chỉ một điểm này cũng không phải thiên đình nữ đế có thể so sánh. U, uh, lúc hắn nhìn, Tiểu Hoa cũng nghịch ngợm không ít, bàn tay nhỏ bé vẽ hư vô loạn, cũng phát họa ra một phần mặt trời cùng một phần trăng tròn, treo ở mờ ảo, thành màu sắc rực rỡ nhất, vô luận là ánh mặt trời hay là ánh trăng, đều vô cùng rực rỡ, quang huy chiếu rọi, lung chạm bất kỳ một góc nào của lĩnh vực không biết. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, huyết quang màu vàng chợt hiện ra, thật là chói mắt, đạo pháp của Diệp Thần không dễ sử dụng, nhưng Tiểu Hoa biểu diễn mặt trời cùng mặt trăng cũng đủ bá đạo rồi, làng Thiên kia từng đạo quang mang đều giống như một thanh kiếm vụ kiên bất tồi, đem thân thể bất diệt thánh thân của diệp thần, chọc ra một đám huyết thủ quật. Nơi này, không nên ở lại lâu, diệp thần lấy mộng trốn người, chạy ra khỏi miệng, hắn nhìn không ra tiểu oa là cái gì, nữ đế có lẽ biết, hư vọng, mờ ảo mênh mông, đỉnh núi thái cổ, nữ đế vẫn còn, hồng nhan cũng còn, thời khắc đều đang chờ, ngay cả hiên viên đế vấn đỉnh chuẩn hoang, cũng từ trên trời mà đến, phía sau bọn họ, cũng không bình tĩnh, cái gọi là không bình tĩnh, chỉ các nhân tài như tiểu viên hoàng, Hề Ngưu, chứng thực đạo thành đế, không chỉ bước cách trói mắt, cũng không an phận, cùng một đám tân đế, ba ngày hai đầu hẹn nhau. Kết cục vẫn rất đẹp mắt. Hai người trước thành đế bất hạnh, chính đạo sau đó vẫn không đủ nhìn, bị đám tân đế của Hiên Viên đế tử kia chỉ không ngẩng đầu lên nổi, đế cũng phần mạnh yếu, mà hai tiểu viên hoàng cùng Hề Ngưu kia, chính là loại kéo dài, trình đấu chiến thánh hoàng cùng Hề Ngưu thiên đế trên mặt quả thực không có ánh sáng. Chọc cười có, đứng tán cũng có. Chứng đạo đế kiếp, thường xuyên sẽ hiện ra, ở chỗ này không thiếu người xuất chúng, càng nhiều người thành đế. Còn có một đời thánh ma cùng thiên đạo, cũng trộm không an phận, trên hư không sớm chấp sớm xét, cơ bản chưa đoạn tuyệt qua. Chấn động bực này, đối với mọi trí tôn mà nói, luôn cảm thấy chứng đạo không tốt, nhưng đối với nữ đế mà nói, lại là tin tức cực tốt, thiên đạo sao động, là bởi vì diệp thần mà lên, chứng minh diệp thần còn sống thời gian dài chuẩn hoang đế của thiên đình cũng có không ít tụ tập ở vùng ven thái cổ ngồi ở trên đỉnh núi nhìn hư vọng ngoài ra còn có không ít thiên đế ngay cả thọ nguyên đại đế cũng chạy tới góc vui không biết nữ đế bọn họ đều đang xem cái gì sư tỷ không chịu nổi nữa bỗng dưng có trí tôn ngôn ngữ tóc bạc trắng khí tức có chút uể oải toàn thân bị tử khí lung mộ thân lực sớm đã khô cạn rõ ràng là chuẩn hoang đế lại hình thành cốt lập nguyên thần chi hỏa có chút ảm đạm âm sắc khàn khàn tang thương cổ xưa lời này là nói với nữ đế nữ đế không nói nhẹ nhàng nâng ngọc thủ nhẹ nhàng đặt ở bả vai thì triển phong ấn vĩnh hằng đôi mắt đẹp lạnh nhạt khó có được một tia ôn nhu đây là sư đệ của nàng sư xuất đồng môn đã từng cũng là uy chấn hoàn vũ chiến thần hiện giờ lại là anh hùng trình mộ hồng nhan cũng nghiêng đầu ánh mắt có ai náy tiểu sư đệ của nữ đế nàng tự nhận hắn tên là thất u là đại tướng trong thiên đình đại tướng là tồn tại ngang vai với thần tôn thất u trong trí nhớ của nàng là tiên vương khi cái bát hoang nhưng hôm nay lại là cuối năm tháng một tượng đài cổ xưa sở dĩ anh náy là bởi vì tì tì nàng năm xưa thần tôn chết trận sau đó đối chiến tể họa chính là thất u bị thương nặng không thể xóa nhòa nếu không phải như thế thất u sao lại già nôn như vậy thất u mệt mỏi cười rơi vào giấc ngủ say thiên đạo vô tình năm tháng cũng vô tình trí tôn đều bị mài mòn thân thể không trọn vẹn. Nữ đế thật lâu không nói, nàng tự hiểu, cho dù phong ấn đế cấp hoang vu, cũng không phong tỏa được sư đệ của nàng, thọ nguyên trôi qua, chỉ biết chậm lại, nhưng tuyệt đối sẽ không dừng lại. Ta nói, đó là một người, hoàng tuyển thiên đế đột nhiên mở miệng, nữ đế bất chấp mắt lại, nhìn về phía hư vọng, ngay cả hoàng tuyển thiên đế cũng nhìn thấy, nàng cũng có thể nhìn thấy, cắt gao nhìn chằm chằm một đạo vòng xoáy. Phải, đó là một người càng chuẩn xác mà nói đó là diệp thiên đế nửa người trên đã ở vòng xoáy nhưng cũng chỉ có nửa người trên về phần nửa người dưới còn đang ở lĩnh vực không biết nhưng mà hắn hồng nhan vội vàng hỏi tầm mắt có hạn chỉ biết trong vòng xoáy có người cũng không xác định là ai ừm nữ đế cho đáp án nhưng lông mày của nàng cũng là nhíu chặt nhìn thấy là diệp thần không sai nhưng chỉ trong nháy mắt diệp thần lại biến mất ở trong vòng xoáy không còn luyện ngục thiên đế khẽ lẩm bẩm tận hết mục lực cũng không tìm được bóng người nhìn thấy chỉ là vòng xoáy hủy diệt diệp thần thật lâu sau chúng trí tôn mới đồng loạt nghiêng đầu nhìn chính là nữ đế đã có bao nhiêu ngày không gặp diệp thần nữ đế lại ở đây nhìn nhiều ngày kẻ ngốc đều nghĩ được nữ đế đến tột cùng đã làm cái gì mẹ nó là đưa diệp thần vào vòng xoáy trong nháy mắt này không chỉ có một tôn đế run rẩy sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn xem thường quyết đoán của nữ đế đánh cực lớn đây quả thực chính là đánh cuộc hảo cược lấy thánh thể nhất mạch trí tôn đi đánh cuộc đánh cuộc thắng còn tốt nếu đánh cuộc thua chính là vạn kiếp bất phục chúng đế nhìn không có được đáp án nhìn nữ đế thần thái liền biết suy đoán nào đó là đúng từ từ kia được minh thổ thiên đế lẩm bẩm khiếp sợ không thôi xác định đó là diệp thần mới hoảng sợ đến tâm linh run rẩy phải biết rằng vòng xoáy vô dị quỷ môn quan năm đó thiên đình nữ đế hoàn chỉnh bước vào, đều suýt nữa mất mạng, càng chưa nói đến một tiểu thiên đế. Thánh thể trí tôn, quả là đáng sợ. Hàm xúc như vong xuyên thiên đế, cũng không khỏi chật miệng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin. Nàng, sợ thật sự điên rồi. Huyền đế nhét tay, nhìn chính là nữ đế, luận quyết đoán, vẫn là nàng lớn nhất, kinh thế hãi tục. Nhiều trí tôn hơn, thì giữ im lặng. Đặc biệt là thiên đình, đều hiểu rõ nữ đế, nên bị bước đến tuyệt cảnh, không đến vạn bất đắc dĩ, làm sao có thể đem Diệp thần đi đánh cuộc? Sự thật chứng minh, nữ đế đánh cuộc thắng. Ít nhất, thánh thể chí tôn còn có mệnh ở đây, về phần nữ đế, vì sao để cho Diệp thần vào vòng xoáy kia, nhất định là vì phá khốn cục hiện giờ, đánh cuộc hào phóng như vậy, nếu không phải vì đánh tạo hóa, quỷ cũng không tin. Nữ đế không nói, lông mày càng sâu. Chúng đế thấy không rõ, nàng lại thấy rõ, Diệp thần rõ ràng nghĩ ra, nhưng lại bị kéo trở về không biết lĩnh vực còn có vật sống. Nữ đế trong lòng thì thào, đôi mắt đẹp thâm mỹ cũng từng đi vào, vẫn chưa thấy tồn tại quỷ dị, hiện giờ Diệp thần bị kéo trở về, thật sự không ngờ tới. Nàng ấy nhìn đúng, Diệp thần đích thật là bị người kéo trở về, bị ai kéo trở về đây? Tất nhiên là Tiểu Oa Nhi kia, nửa phần thân thể Diệp thần đều đã đi ra, rồi lại bị nó kéo trở về. Giờ phút này lại nhìn hắn, quả thực chật vật, trên người rất nhiều huyết động, ngay cả vĩnh hằng huyết kế cũng khó phục hồi như cũ tại chỗ là hắn, đánh giá quá cao độn pháp của mình, cũng đánh giá thấp thủ đoạn của tiểu oa, mọi người đều đi ra ngoài, lại còn có thể kéo về cho hắn. Lộp bột. Tiểu oa cười, rơi vào trong mắt diệp thần, càng thêm khiễng, một người xúc vật vô hại vật nhỏ, đánh không lại, phong không được, nứt không được, trốn không thoát, để cho tôn thiên đến đỉnh phong này, có một loại cảm giác thất bại trước này chưa từng có. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dùng bát tự này để hình dung, rất thích hợp cho rằng tề họa cũng đủ mạnh cho rằng nữ đế cũng đủ đáng sợ chưa từng nghĩ phía lĩnh vực không biết này còn cất giấu một tôn đại thần như vậy đồ vật nhỏ đừng ép ta móng mẹ diệp thần khép lại thánh thể sắc mặt kỳ đen tiểu oa nhi kia ngoại trừ ăn chính là cười đều không biết vì vậy vui vẻ như vậy đáp lại hắn vẫn là cười tiểu oa lại nhào tới bắt to chớp chớp một bộ tư thế không đem diệp thần ăn sạch sẽ cũng không tính là xong thấy vậy diệp thần quay đầu bỏ chạy sợ hãi từ sau khi thành thiên đế đỉnh phong hắn lần đầu tiên sợ hãi bị một tiểu oa nhi bức muốn phát cuồng làm sao cũng không làm chết còn đặc biệt thấy cái gì ăn cái đó hiện giờ thánh thể trí tôn nhất mạch của hắn nghiễm nhiên đã thành một con mồi con mồi của tiểu oa một đuổi mùa chạy khá áo nhiệt diệp thần chân tê dại một đường nhìn đa kiến trên mênh mông tơ tiệt có vạn vợ chi địa đều là lối ra không sai xuất khẩu lĩnh vực không biết này cũng không phải là một mỗi một cái xuất khẩu đều nối liền vòng xoáy hư vọng cũng chính là nói vô luận từ vòng xoáy nào tiến vào nếu còn có mạng ở đây và đều là lĩnh vực không biết lộp bộp. phía sau tiếng cười khanh khách như hình với bóng tiểu oa cũng như hình với bóng cho dù diệp thần sử dụng toàn thân giải số cũng không bỏ được từng có vài lần đều đã đến cửa ra nhưng vẫn là bị kéo trở về luận chân cũng rất tê dại tiểu oa càng tê dại đừng ép ta mắng phốc phốc Diệp thần lại mắng, nhưng lời còn chưa nói hết, tiểu oa liền đến, nghênh đầu đụng vào trong lòng hắn, đế thân cứng rắn như hắn, đều bị đụng đến lão huyết cuồng phun. Đợi ổn định thân hình, tiểu oa đã bỏ đến bả vai hắn, lại ôm lấy đầu hắn, đi lên liền gặm, xương cốt sắc sắc vỡ vụn, phá lệ khiếm người. Ma trong hư vọng, quả là không sai. Diệp thần thầm mắng, một tay sách tiểu oa, có thể ném thật xa, liền ném rất xa, gọi vòng xoáy là ma trong hư vọng, hiển nhiên không xác thực, đem cái danh hào này cho tiểu oa mới thật sự đến danh quy ở phương xa tiểu oa lại một lần nữa ngắt nó lại diệp thần hóa thân bản tôn bỏ chạy quy địa phương này cũng không thể tiếp tục đợi nữa trời mới biết tiểu oa kia có hay không còn có thần thông ghê tầm hơn đúng vậy pháp thân mang theo lang nha bồng khí thế hùng hổ mà đến cũng giống như bản tôn dễ dàng không đánh hải tử trừ phi nhịn không được lộp bộp tiểu oa cười sán lạn vốn là một, bởi vì Diệp Thần hóa ra pháp thân, nó cũng biến thành hai người, một người chạy về phía pháp thân, một người chạy về phía bản tôn. Liều mạng, Diệp Thần kém xa. Chính là bởi vì trinh lệch xa xôi, mới lại bị bắt được, vẫn là nửa người đều đi ra ngoài, xong việc, lại bị kéo trở về. Thật có vật sống. Ngoại giới, con người nữ đế càng lộ ra thâm thúy, nhìn cũng chân thật nhất. Diệp thần mỗi một lần ở vòng xoáy suốt đầu, nàng đều nhìn rõ ràng, rõ ràng nghĩ ra, cũng là không ra được, hoặc là nói, là có tồn tại không biết, không muốn để cho hắn đi ra. Vì vậy, vấn đề là sự tồn tại không rõ là nơi nào thần thánh, không rõ trong lĩnh vực của Dinh Thự Thần, chỉ vì Diệp Thần vọng tự mình bước vào, quấy nhiễu an bình của nó, đụng chạm uy nghiêm của nó, lúc này mới không cho Diệp Thần trở về. Nghĩ đến đây, nàng cũng không khỏi lo lắng, tin tưởng vững chắc Diệp Thần vào vòng xoáy có thể sống sót, lại không ngờ tới, không biết lĩnh vực lại có sinh vật kỳ quái, một cái làm không tốt diệp thần thật sự giải gấp ở bên trong làm cái gì vậy chúng đế vẻ mặt kỳ quái nhìn lại nhìn trong hư vọng trong vòng xoáy không ít diệp thần cũng không chỉ một lần mạo hiểm nhưng cũng không phải là ở một cái vòng xoáy lần này ở đây mạo hiểm lần sau liền nổi địa phương cực kỳ giống trộn đất phốc phốc trong lĩnh vực không rõ hình ảnh khá đẫm máu pháp thân đã bị chôn vùi là bị tiểu oa một cái tát đánh diệt hơn phần nửa thân thể đều bị ăn vì thế diệp thần còn bị cắn trả pháp thân thê thảm bản tôn này của hắn cũng không khá hơn là bao bị tiểu oa xinh xé rách một cánh tay ngô ngô Dương cốt vỡ vụn vẫn là rất khiếp người là tiểu oa kia ôm cánh tay bị xé xuống của diệp thần gặp máu thịt mơ hồ vốn là rất đáng yêu nhưng hôm nay lại nhìn sao có thể kinh khủng được diệp thần lảo đảo đứng cũng đứng không vững không còn tâm tư chọc cười chỉ vì tiểu oa kia quá đáng sợ lúc hắn nhìn tiểu oa còn đang gặm thịt bỗng dưng ngẩng đầu lên hướng phía sau hư vô vọng nửa nháy mắt sau nó tùy ý ném cánh tay gặm phần còn lại như một đạo lưu quang chạy về phía phương xa hành động kia rất tốt biểu thị một câu so với thiên đế cấp thánh thể bên kia có ngon hơn các lĩnh vực không xác định diệp thần đứng lặng nhìn tiểu oa đi xa nhíu chặt mày nhìn chân hàng kia tê dại hiển nhiên là chạy đi ăn cái gì hơn nữa so với hắn bàn nói bên kia càng ngon hơn ngoại trừ ta còn có người khác diệp thần thì thào theo đó đi theo rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai so với hắn còn ngon hơn đuổi theo thật lâu mới thấy tiểu oa thứ nhỏ bé đó giống như một ha ba trên mặt đất bò tới bò lui bò một đường ngửi một đường tự như đang tìm cái gì đó thậm chí diệp thần đến nó đều không để ý tới thấy vậy diệp thần leo lên cao chịu nhất nơi đó có một đạo vòng xoáy ra khỏi cửa ra để tránh tiểu oa đến Hắn có thể trong nháy mắt chạy ra khỏi lĩnh vực không biết này tìm đường lui tốt, hắn mới nhìn xuống thương xa, không biết tiểu oa đang tìm cái gì, nhưng nhìn hành động của tiểu oa, thứ nó muốn tìm nhất định không đơn giản. Đã vỡ giải sắt không tìm được chỗ nào, được hoàn toàn không tốn thời gian, thật là một vật nhỏ, thật có người. Người xác định là nó ăn đoạn thời gian và không gian đó, thiên đạo đều có thể ăn, còn có cái gì là nó nuốt không nổi? Thú vị. Trong bóng tối, giống như có người đang đối thoại, nghe âm sắc còn rất quen thuộc, ít nhất Diệp Thần nghe quen thuộc. Người tương lai, Diệp Thần nhướng mày, ở bên ngoài lối ra, trên dưới trái phải nhìn thương xa, bởi vậy không có quy tắc, hắn có thể mơ hồ nghe thấy lời nói, nhưng cũng chỉ là mơ hồ, lại không biết đang nói cái gì. Hắn nghe được, tiểu oa quỷ dị kia, tựa như cũng nghe được, chính là bởi vì như thế, mới có thể khi thì nâng đầu nhỏ lên, cũng giống như Diệp Thần, từ trên xuống dưới nhìn xung quanh. Hơn nữa, ánh mắt xẹt qua Diệp Thần, cũng không mang theo dừng lại, tựa như đang tìm người tương lai. Đáng tiếc, nó nhất định không tìm được. Chỉ vì, hai người tương lai kia đã đi, Diệp Thần lại người không được khí tức tương lai, cũng không nghe thấy lời nói như ẩn như hiện. Người tương lai đi rồi, ánh mắt của Tiểu Oa nhìn một vòng, lại một lần nữa đặt trở lại trên người Diệp Thần, bất đồng với lúc trước chính là ánh mắt lần này của nó, trong lúc chớp nhoáng, có thêm một tia nghi hoặc. Diệp Thần liền cơ trí, quay đầu không thấy, sớm đã chuẩn bị tốt chạy trốn, cũng không thể bị bắt được. Hắn mới đi, tiểu oa nhi liền đuổi tới, lại không bắt được diệp thần, đã thông qua vạn vợ chi địa, trốn ra không biết lĩnh vực, lần thứ hai vào vòng xoáy. Từ trong đi ra, không bị lực hủy diệt, nữ đế ngày đó, lúc đi vào suýt nữa mất mạng, lúc đi ra, một đường bằng phẳng. Đi ra rồi. Thấy vậy, ánh mắt trí tôn sáng ngời. Ta liền nói thôi. Huyền đế nở nụ cười, có lẽ là quá mức kích động nghiễm nhiên quên mất đây là nơi nào suốt nữa bước vào hư vọng nếu không phải hiên viên đế đưa tay kéo hắn trở về hơn phân nửa hắn đã ở trong hư vọng tan thành mây khói diệp thần bước qua hư vô rơi vào đỉnh núi một bước không đạp vững thiếu chút nữa ngã xuống chủ yếu là trạng thái không tốt lắm cả người máu chảy đầm 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 cho dù như thế ánh mắt chúng đế nhìn hắn đều hàm chứa kính sợ nhìn qua hai kỷ nguyên trên dưới hắn nên là người đầu tiên vào vòng xoáy ngoại trừ nữ đế mà người chưa chết, chỉ một điểm này, liền đủ ngạo thị hoàn vũ. Bên trong có vật sống. Nữ đế hỏi, nhìn vết thương của Diệp Thần, vết thương không bình thường, huyết kế giới hạn đều khó phục hồi như cũ. Có. Diệp Thần đứng vững, truyền một đạo thần thức, đây là hắn sớm khắc ấn tốt, đều có liên quan đến tiểu oa kia, bao gồm cả năng lực quỷ dị, đều bị ghi lại. Nữ đế đọc, lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Quả nhiên như nàng dự đoán, bên trong không đơn giản, lúc trước khi nàng tiến vào, đích xác không thấy tiểu oa mũm mĩm hồng hồng đô kia, cũng có lẽ là thời gian nàng ở tương đối ngắn, không kinh động tiểu oa nhi. Bên này, Diệp thần tiện tay sách bầu rượu, còn đang ở trong lúc không thể điều tra, nhìn lướt qua nữ đế, nhìn thần thái của nàng, cũng không biết lai lịch của tiểu oa, trong mắt khác đầy nghi hoặc, cũng khác đầy khiếp sợ, quy tắc đều có thể ăn, không khỏi quá dọa người. Âm âm, âm âm, thương anh bỗng dưng ầm âm, âm, chính là thiên đạo, hơn phân nửa cũng có thể đọc thần thức tựa như cũng nhìn thấy tiểu oa tiếng ầm ầm của nó nên là một loại kiên kỵ rất rõ ràng thiên đạo cũng sợ diệp thần rót rượu đôi mắt hiếp lại một chút thiên đạo e ngại là hắn mơ hồ cảm giác được ngay cả thiên đạo đều như thế lai lịch của tiểu oa kia sợ là lớn đến mức làm cho tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng hắn lại nhìn thoáng qua nữ đế nữ đế tĩnh như tôn đôi mắt linh triệt lóe ra ánh sáng sáng tối bất định đường đường là hoang đế cấp thật sự cô đơn ít nghe Hoàng là nói: "Thế giới này quá kỳ diệu, có quá nhiều tồn tại không biết." Nếu nó đi ra, nơi này sẽ rất náo nhiệt." Diệp Thần chậm rãi nói. Nữ đế không có phản bác, thấy cái gì cũng ăn, nếu đi ra không náo nhiệt mới là lạ, cho nó đủ thời gian sẽ đem tất cả mọi thứ đều ăn thành một mảnh trống rỗng. Chẳng qua, từ trong hình ảnh Diệp Thần khắc, không khó nhìn ra, tiểu oa oa quỷ dị kia ra không ra được, một cái ăn hàng, biết rõ ngoại giới có đồ ăn, cũng là không ra liền đủ chứng minh hết thảy. Dù sao cũng phải nói, tin tức vẫn tốt, không ra được chính là tin tức tốt, đi ra mới là thiên hạ đại loạn. Các người tán gẫu, chúng ta sẽ không nói gì đâu. Huyền đế vun dâu, lời nói chậm rãi, liếc diệp thần một cái, cũng liếc mắt nhìn nữ đế một cái. Chúng đế cũng cất tay. Hai vợ chồng này, thật đặc biệt thú vị sao, nói cái gì chúng ta nghe không hiểu, cũng không ai giải thích một chút, nhìn khuôn mặt ngây thơ này của chúng ta, có phải rất có cảm giác thành tựu hay không thọ nguyên phục hồi là có thể. Quả đúng như dự đoán lúc trước, như thế, cục cục này liền coi như giải quyết, còn phải làm phiền nguyên mang chúng đấy đi vào. Đỉnh của ta, trước trả lại cho ta. Diệp thần cùng nữ đế, cực kỳ tự giác, để cho bọn họ tán gẫu, hai người bọn họ thật sự liền gác lại nói chuyện, hoàn toàn không để ý cảm thụ của chúng đế, khuôn mặt đã đen, cũng làm như không thấy. Nữ đế phất tay, hoàn toàn quy triệu. Đại đỉnh còn trở về, nguyên thạch những thứ này, cũng đều trở về, về phần chân tảng bàn trong truyền thuyết, nghiễm nhiên không ở trong đó. Diệp thần ngồi xuống, cất lấy bảo bối, liếc mắt nhìn nữ đế một cái, kỳ thật, những thứ này cho hay không đều không sao cả, chủ yếu là chân tảng bàn. Ăn rồi, nữ đế cũng chọc cười, hồi âm rất quan, phương. Ăn ngon rồi, diệp thần hít sâu một hơi, ở đáy lòng, hùng hăng tắt mình hai cái, chính là tiện tay, cho ai không tốt, hết lần này tới lần khác cho các nương tử này có thể muốn trở về mới là lạ. Nhiều bàn chân quý như vậy, nói không cho thì không cho, mất cha ruột cũng không đau lòng như vậy. Cái này, làm thế nào nó có thể được? Chúng đế kinh dị. Nữ đế đem thần thức chia làm nhiều phần, đã truyền cho bọn họ, đọc cũng đều hoảng sợ, đối với tiểu oa quỷ dị kia, cũng kiêng kỵ không thôi. Thật lâu, chúng đế đều không hoàn hồn. Đợi hồi tinh thần, trong khiếp sợ khó nén kinh hỉ, đến nay mới biết, nữ đế vì sao đưa Diệp Thần vào vòng xoáy vốn là ngụ ý vật này. Không có quy tắc, pháp tác không biết lĩnh vực, đối với bọn họ những lão gia hòa thọ nguyên tương trung này, tuyệt đối là tạo hóa tiên địa, có thể phục hồi thọ nguyên, so với cái gì cũng thật sự. Ngươi, thật sự là phúc tướng. Huyền đế cười nói, hung hăng vỗ diệp thần, có lẽ lực đạo quá lớn. Diệp thần rót rượu vào miệng, phụt hắn một mặt. Hắn không có khúc mắc về điều đó. Phúc đem từ này, dùng cho thánh thể trí tôn, tuyệt đối thích hợp, tiến thoái lưỡng nan như thế, thật sự sẽ phá. Trong nháy mắt này, rất nhiều trí tôn đứng đắn, đều chắp tay một lễ với Diệp Thần, mặc dù có bối phận tranh lệch, nhưng Diệp Thần xứng đáng. Lại nghỉ ngơi trước, ba ngày sau lại đi. Nữ đế lưu lại một câu, xoay người không thấy bóng dáng, nhưng chúng đế rõ ràng nhìn thấy, trong nháy mắt nàng đang xoay người, cười có chút đắc ý khó hiểu. Cũng đúng, nhìn thấy vị thiên đế nào đó ăn quạt, so với bảo bối còn vui vẻ hơn, nói như thế nào, dám mắng lão nương, là phải trả giá đắt dễ nói diệp thần cười đáp lại nhưng khuôn mặt kia cũng là đen vô cùng sáng bóng đừng nói mắng nàng một loại xúc động đem nàng lên đều có